Vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả đã đến với video ngày hôm nay. Và hôm nay thì cơ sở sẽ cùng giới thiệu với quý anh chị một cái đơn hàng đồ gỗ nội thất được đóng hoàn toàn 100% là chất liệu gỗ tự nhiên, không sử dụng gỗ công nghiệp hay là ván ép. Nhưng mà cái giá của nó thì nó cũng chỉ ngang với hàng gỗ công nghiệp mà thôi. Đó, mà chúng ta lại có thể mua được gỗ tự nhiên hoàn toàn. Đó, đây là một cái điều mà đặc biệt. Và tất nhiên thì với cái điều này cũng phải nói với quý anh chị rằng tại sao bên em làm được cái điều này thì cũng phải nói rõ với quý anh chị. Bởi vì ở đây là cơ sở đang quay cho quý anh chị tại cơ sở sản xuất của Mộc Nam Huy tại làng nghề đồ gỗ Hôn Hai. Và đây chính là những cái sản phẩm mà cơ sở bên em trực tiếp sản xuất ra. Thì một lát nữa thôi em sẽ di chuyển qua bên xưởng mộc nữa để quay cho mọi người xem cái quy trình sản xuất ra những cái sản phẩm này. Nhưng mà trước tiên thì sẽ cùng báo giá cho quý anh chị cũng như là tiêu chuẩn và chất lượng để cho quý anh chị thấy được rằng là bên em cung cấp cho quý anh chị những cái sản phẩm nó như thế nào nhá. Trước tiên thì ở đây quý anh chị đang thấy là có một chiếc giường 1m8 x 2m đang được lắp ráp tạm lên thôi để chúng ta xem những cái kết cấu của nó. Thì trên này đang là tiêu chuẩn của giường hoàn toàn là gỗ thịt với chân đặc nguyên khối là chân 8 phân. Vai giường thì được làm với độ dày là 4 phân. Đó, cưa 4 phân và làm bào nhẵn hai mặt thì nó cũng phải còn được ít nhất là khoảng 3 phân 7 quý anh chị nhá. Đó, cây lõi hoàn toàn như thế này, đẹp như thế này. Đó, một chiếc giường gỗ tự nhiên để chúng ta có thể sử dụng trong thời gian cả 5 70 năm, đó là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Đó, và trên chất liệu gỗ tràm bông vàng lõi thì cái dòng giường này là cơ sở bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó, thậm chí thì ngay như đợt thời điểm hiện tại là bên em vẫn còn đang thiếu hàng của khách, còn chưa kịp giao nữa. Đó thì có thể nói rằng đây là một cái mẫu giường bán rất là tốt nha quý chị nhá, độ bền cao. Giường này thì sẽ đi với thang dạt bằng chất liệu là gỗ sao hoặc là gỗ quế cho quý anh chị tùy ý lựa chọn. Thang thì sẽ là thang 5 cây. Kết hợp thì bên em sẽ có làm thêm cả cây đỡ đầu và cây đỡ đuôi, coi như nó là 7 thang. Đó. 6 triệu rưỡi cho một chiếc giường 1m8. Cái giá này thì quý anh chị cứ tham khảo với các cái mẫu giường gỗ công nghiệp nhá. Nó chỉ xem với giường gỗ công nghiệp thôi. Thậm chí có nhiều những cái giường gỗ công nghiệp nó còn giá còn cao hơn nữa. Đó, nhưng mà chúng ta lại mua được gỗ tự nhiên hoàn toàn. Đó là một bài toán để quý anh chị cùng so sánh nhá. Và hôm nay thì còn có một chiếc tủ áo nữa. Đây là chiếc tủ áo 1m6 x 2m được hoàn thiện với tiêu chuẩn là 12 triệu 500. Hoàn toàn đều là gỗ tràm bông vàng lõi hết. Đó, đây là cái sản phẩm cũng có thể nói rằng là một cái tủ gỗ công nghiệp. Nếu bây giờ mà quý anh chị đặt đóng thì cái tính giá nét của nó sẽ loanh quanh từ 2 cho tới hơn 3 triệu trên 1 mét vuông. Đó, 1 mét vuông. Thì nếu mà tính trên một chiếc tủ 2 mét x 2 mét thì một cái chiếc tủ đó nó loanh quanh khoảng chừng là 12 cho tới khoảng chừng 14 15 triệu. Đó. Thì cái mét 6 thì nó cũng loanh quanh 11 12 triệu. Thì nó cũng lại ngang tầm với cái mức giá của chiếc tủ này. Đó, nhưng mà khi mà mình nói về gỗ tự nhiên ấy thì cũng phải nói rõ với quý anh chị rằng là cái khả năng chống nước, chống mối mọt và độ bền của nó tất nhiên là nó sẽ cao hơn gỗ công nghiệp. Điều này thì kể cả anh em thợ làm gỗ công nghiệp anh em cũng phải khẳng định. Đó, nhưng mà gỗ công nghiệp thì nó sẽ có một cái ưu điểm đó là thi công nhanh quý anh chị nhá. Thi công nhanh và cái mẫu mã của nó thì nó đẹp. Đồng thời thì gỗ công nghiệp ấy thì nó sẽ vân nó sẽ người ta sẽ phủ nhiều hơn. Vân nó sẽ đẹp hơn chứ không có để chay như là gỗ tự nhiên như này. Đó, gỗ tự nhiên bây giờ muốn mà hàng đẹp và vân vip như những cái tủ áo gõ đỏ cao cấp này thì cái giá của nó là rất là cao. Và như cái tủ này của em hoàn thiện thì nó tiêu chuẩn lên tới cả 42 triệu cơ. Đó. Và nói về các cái dòng gỗ tràm bông vàng tự nhiên thì độ bền cũng như là cái khả năng chống mối mọt cũng như là cái thiết kế của cơ sở bên em thì đã quá quen với khách hàng rồi. Quý anh chị đã chọn những cái sản phẩm này của cơ sở bên em rất là nhiều. Đó. Và quý anh chị lưu ý nhá, tràm bông vàng đó là cây tràm bông vàng lớn chứ không phải là những cái cây tràm lai như này nhá. Đó, bên đây là xưởng anh em thợ bên cạnh là anh em ta cưa cây tràm lai này. Là cây tràm lai này thì mọi người xem rồi một lát em sẽ quay cho mọi người dễ hiểu nhá. Đó, cây tràm lai này thì ấy là nó sẽ xài là cả ruột cả rác nhá. Ruột thì ít mà rác thì nhiều này, rác trắng ở bên ngoài này. Đó thì cây này là cây tràm lai. Và đây là những cây tràm non. Ra rồi, thì em sẽ quay qua bên xưởng sản xuất để cho mọi người cùng xem những cái sản phẩm tràm nhé.
Nhân tiện mà nói về xưởng sản xuất ấy thì quý anh chị lưu ý mai mốt mình có đi mua đồ gỗ ấy, anh chị để ý. Tại vì cũng có nhiều nhiều người người ta không có xưởng sản xuất đâu. Đấy, nhiều cơ sở bây giờ cứ quay ở trong xưởng người khác xong bắt đầu nói là xưởng của mình. Nói chung thì những cái rồi cũng có nhiều những cái đơn vị ấy, những cái gọi là ẩn danh ấy. Người ta lấy những cái video của cơ sở khác và trong đó có cả cơ sở em luôn. Đó, lấy video xong bắt đầu về đăng lên rồi nói là xưởng của họ. Đấy, rồi mai mốt là quý anh chị không biết, anh chị cứ tới mua hay là anh chị đặt cọc là coi chừng anh chị bị mất tiền nhá. Lưu ý về những cái vấn đề đấy. Còn bên này là bên không gian sản xuất về những cái sản phẩm mà bên em đang làm. Trước tiên thì nói về giường thì đang tiếp tục anh em thợ ra một cái lô giường. Đây, nói có sắt mách có chứng nhá, video là quay liền cho mọi người luôn. Thì cái lô giường hiện tại là em đang còn thiếu của khách rất là nhiều. Đó, và hiện tại thì đang phải cho anh em thợ là cái lô này đang phải tăng ca. Đó, anh em thợ đang tăng ca để làm cái lô giường này cho nó nhanh để kịp trả cho khách đây. Thì lô giường này đóng lên thì nó sẽ có 20 cái. Đó, bao gồm cả mét 6 và cả mét 8. Đấy, nói với quý anh chị là tại sao mà bên em làm ra được những cái sản phẩm mà nó tối ưu về cái chất lượng và về cái giá cả, thì là mình cũng phải làm nó phải có cái số lượng cũng như là cây cối là phải chỉn chu. Thì trên này mọi người xem nhé, cây tràm lõi là hoàn toàn nó lõi trần đó, không có bị bám rác nhiều giống như cây tràm lai đó, cho nên là cái chất lượng của nó rất là cao. Rồi những cây vai giường này, vai giường thì đó là những cái vai 4 phân. Ở đây mọi người có thể xem từ cái đầu cây này. Đó, vài 4 phân, vài rất là to, rất là đẹp. Đó, chất lượng sản phẩm cũng như vậy. Khi mà nói về cây tràm bông vàng ấy thì mai mốt mọi người có đi mua hay là đi xem ấy là mình phải biết nhá. Đây là cây bên em cho anh em nhập về, toàn những cái cây đẹp đấy, đầu tim mà đặc tịt, gần như là không có rác. Thế cho nên thì mình mới đóng ra được những cái sản phẩm đẹp cũng như là những cái sản phẩm chất lượng được. Và hôm nay thì một cái video cơ sở giới thiệu quý anh chị về những cái giường chất liệu gỗ tràm bông vàng lõi được đóng tại cơ sở sản xuất của Mộc Nam Huy. Đó, thông tin thì em quay cho mọi người rõ ràng cái xưởng gỗ nhá. Mọi người xem video ấy để ý những cái video lừa ấy là hay có những cái video mà quay trong xưởng nhưng mà không bao giờ quay được cái bảng tên xưởng nhá. Mọi người để ý những cái cơ sở như vậy. Bởi vì khi mà đã không có xưởng sản xuất ấy thì mà đi nhập hàng của người khác về ấy thì chắc chắn là cái mức giá của nó sẽ cao hơn so với cái mức giá sản xuất, là cái thứ nhất. Thì không thể nào có chuyện mà giá cung cấp được cho quý anh chị giá tại xưởng. Vì cái thứ hai ấy là khi mà không thực sự sản xuất ra một cái sản phẩm ấy thì không thể nào mà đảm bảo được cái chất lượng đấy cũng như là độ bền mà nó cam kết được như là lời nói được. Cho nên là cái lời nói và cái việc làm ấy là bắt buộc nó phải đi với nhau. Đấy, nói là xưởng sản xuất thì phải có xưởng. Đấy, để cho tránh quý anh chị sau này đi mua mà bị lừa nhá. Đấy, thì nhiều những đơn vị thì cũng suốt ngày cũng chỉ làm những cái video theo kiểu là content, làm content thôi. Đấy, chủ yếu là lấy làm những cái chủ đề gây sốc để gây sự chú ý để bán hàng thôi. Thì khi mà đã làm những cái thương hiệu kiểu như vậy mà không tập trung vào cái chất lượng, không tập trung vào sản xuất cũng như là cái giá trị thật ấy, thì những thương hiệu đó thì sớm muộn thì cũng cũng tan tành thôi. Bởi vì khi mà đã muốn làm ăn lâu dài thì bắt buộc là phải làm ăn thật, làm thật ăn thật. Đấy, lời nó phải lời lãi tất nhiên là trong kinh doanh là phải có rồi, nhưng mà lời lãi làm sao nó phải là vừa đủ, nó đúng. Chứ còn nhiều khi mà cứ vì đồng tiền quá mà mải mê kiếm gọi là muốn giàu nhanh ấy thì thực sự với quý anh chị là không 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 có tồn tại lâu được. Đó, trong kinh doanh luôn luôn cần có sự thực tế. Đó, và bên em khi quay cho quý anh chị những cái video thì em quay thực tế luôn để tránh cho quý anh chị mai mốt quý anh chị không không hiểu rõ về cái công xưởng sản xuất hay là về cái môi trường làm việc của ngành đồ gỗ này nó như nào. Vâng, và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay, và còn rất là nhiều những sản phẩm khác thì quý anh chị có nhu cầu xem thêm có thể cùng vào trong kênh của cơ sở nhé để cùng tham khảo thêm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp.